Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Đường bay Đồng Hới Chiang Mai đón trên 10.000 lượt khách. Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Quảng Ninh nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, vừa qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế mạc giải cầu lông và bóng bàn lần thứ 2 năm 2018. Tham gia giải có 382 vận động viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Thông qua giải nhằm động viên duy trì và phát triển phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông, bóng bàn ngày càng sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối. Đây cũng là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình 20 tháng 4 năm 1948, 20 tháng 4 năm 2018. Kết thúc giải, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ cầu lông và bóng bàn. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, giải nhì thuộc về Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đạt giải ba toàn đoàn. Hiện nay, sân bay Đồng Hới có 4 hãng hàng không nội địa khai thác đường bay đến Đồng Hới là Vietnam Airlines, Vasco, Vietjet Air và Zeta Pacific Airlines. Với 3 đường bay nội địa gồm Đồng Hới, Hà Nội, Đồng Hới, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Hới, Hải Phòng. Từ tháng 8 năm 2017, công ty cổ phần hàng không Zeta Pacific đã mở thêm chuyến bay quốc tế đầu tiên là Đồng Hới, Chiang Mai, Thái Lan với 2 chuyến bay thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Theo đó, ngày 11 tháng 8 năm 2017, đường bay quốc tế nối từ thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đến Chiang Mai, Thái Lan chính thức hoạt động với tần suất mỗi tuần 2 chuyến bay do hãng hàng không Zeta Pacific Airlines thực hiện. Tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2018, Zeta Pacific đã thực hiện 122 lần trên chuyến với trên 10.000 lượt khách đi và đến, tổng trọng lượng hành lý vận chuyển trên 88.000 kg. Đường bay quốc tế Đồng Hới, Chiang Mai đưa vào sử dụng đã giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, đồng thời đã kết nối du khách vùng Đông Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung Việt Nam và vùng Đông Bắc Thái Lan, và mở ra hy vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch hai nước khi đến với Việt Nam, đến với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều giải pháp để cắt giảm thủ tục hành chính theo quy định của ngành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết chính sách về bảo hiểm. Năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận và xử lý trên 102.000 bộ hồ sơ, trong đó lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội 847 bộ, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 95.900 bộ, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 14 bộ, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên 5.600 bộ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã tiến hành ký hợp đồng chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện. Theo đó, khi có nhu cầu nộp hồ sơ, đơn vị chỉ cần gọi điện cho bưu điện xã thì nhân viên bưu điện sẽ trực tiếp đến đơn vị để nhận hồ sơ và chuyển lên cơ quan bảo hiểm xã hội huyện xem xét giải quyết. Toàn bộ chi phí vận chuyển hồ sơ đều do cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chi trả. Chúng tôi là người dân khi mà đến để làm cái bảo hiểm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế, là cái nhân viên, cái thái độ phục vụ của anh em ở trong cái cơ quan nó phải là niềm nở, đón tiếp người dân vui vẻ, nhiệt tình và giúp đỡ là người dân. Dân không hiểu thì nhân viên người ta giải thích cho chúng tôi và cũng giải quyết nhanh gọn và giảm bớt được cái phiền hà của người dân. Thấy rất thuận lợi trong cái vấn đề xin như cấp cái thẻ bảo hiểm. Đặc biệt mà khi sai sót, chúng tôi quay trở lại là họ vẫn nhiệt tình và tạo điều kiện để chúng tôi ta có cái thẻ bảo hiểm sớm. Khi đến tiếp xúc và thực hiện các cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Tuyên Hóa thì tôi cảm thấy rằng là ở đây cái môi trường làm việc rất là tốt, cái thái độ phục vụ của các nhân viên ở bảo hiểm thì tích cực, nhiệt tình. Điều đó thể hiện là cái sự quan tâm của ngành bảo hiểm đối với những đối tượng được hưởng chế độ chính sách bảo hiểm, và cũng cho thấy là cái sự công tác quản lý, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ nhân viên của Bảo hiểm xã hội Tuyên Hóa ngày càng được nâng cao hơn về cách tiếp cận, cách giải thích, cách hướng dẫn và cái trình độ tiếp nhận các công nghệ thông tin của
của cán bộ ở đây là rất tốt. Đối với một số thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động cắt giảm thời gian xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Theo đó, quá trình cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết trong thời gian 2 tiếng. Hiện tất cả các nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội đều được xử lý hoàn toàn qua phần mềm và liên thông dữ liệu toàn quốc. Nhờ vậy nên việc tra cứu, xử lý nghiệp vụ đều được thực hiện nhanh chóng. Trong thời gian tới thì là về cái việc cải cách thủ tục hành chính thì Bảo hiểm xã hội Tiên Hóa trước hết là sẽ nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức. Tiếp theo nữa là sẽ cố gắng để là tạo cái không khí khi cho người dân đến nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội Tiên Hóa thì là cái cán bộ tiếp nhận quản lý hồ sơ luôn là có thái độ phục vụ tận tình, niềm nở và hướng dẫn cho người dân đầy đủ các thủ tục cần thiết để cho khi người dân đến nộp hồ sơ ở tại cơ quan bảo hiểm xã hội thì là luôn có cái cảm giác thoải mái, tin tưởng và giải quyết được hồ sơ nhanh chóng và thuận lợi nhất. Với những nỗ lực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã và đang tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, cũng như đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 16 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 87 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Độ ẩm từ 85 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Khu vực ven biển cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Độ ẩm từ 86 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối về một số thông tin đáng quan tâm khác. Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Chuyên mục trung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Quảng Ninh nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiến hành bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển hàng ngàn viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 4, tại km 71 quốc lộ 12A thuộc bản Y Lan, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sau khi phát hiện dấu hiệu khả nghi của 3 đối tượng gồm Thao Kẹo, trú tại tỉnh Khăm Muộn, Nén Sống và Khăm Phết Chẳng đều trú tại tỉnh Bô Lê Khăm Say, đang đi từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét và phát hiện trên xe có chứa 24.000 viên ma túy. Qua đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận toàn bộ số viên ma túy này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm thứ tư cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình thực hiện đổi mới công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia. Đây là kỳ thi quan trọng đối với các em học sinh lớp 12, bởi điểm thi tốt nghiệp cũng là điểm xét tuyển đại học. Vậy cho đến thời điểm này, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đã chuẩn bị những gì để các em học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh tự tin, đỉnh đạt bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là một buổi hướng dẫn học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 của giáo viên khối 12 trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Để học sinh có những thông tin chính xác, ngoài sử dụng phần mềm hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo còn tận tình hướng dẫn học sinh những kiến thức trong việc định hướng nghề nghiệp. Bởi thời điểm này cũng là lúc học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và ngành nghề mà mình yêu thích. Năm nay là năm thứ hai sau khi thay đổi nên tụi em đã học được một số kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Còn có những khó khăn thì cũng khá nhiều. Điểm ưu tiên vùng của tụi em bị giảm và tụi em sẽ gặp bất lợi hơn trong kỳ thi tới. Năm nay có kiến thức địa lý của khối 11 thì chúng tôi cũng đã lập kế hoạch từ đầu năm và đã củng cố kiến thức 11 cho các em qua từng bài.
đồng thời là trong cả quá trình ôn luyện thì chúng tôi có lồng cái chương trình 11 vào để làm cho các em khỏi bỡ ngỡ, và trong cái kỳ thi tới thì các em có thể nắm bắt được cái nội dung kiến thức của mình cần để trả lời một cách khoa học nhất và chính xác nhất, đảm bảo cho mục tiêu nhiệm vụ thi tốt nghiệp của các em. Khi Bộ Giáo dục Đào tạo mà có cái kế hoạch là đề thi thử nghiệm thì nhà trường đã cho là học sinh tiếp cận làm quen với những cái kiến thức từ qua các đề thi thì mà tránh cái bỡ ngỡ, tập trung toàn bộ những cái giáo viên có kinh nghiệm để bồi dưỡng và cho thi sự những cái đề thi mà Bộ Giáo dục đã ban hành. Đây là năm thứ hai ngành giáo dục và đào tạo đổi mới hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm đối với 8 trên 9 môn thi. Nên ngay từ đầu năm học, thầy cô đã cho học sinh khối 12 làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm. Bên cạnh việc đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình theo quy định hiện hành, học sinh của trường cũng được học chuyên sâu hơn những môn học đã đăng ký theo nguyện vọng. Với tôi là giáo viên dạy môn địa lý, thì trong quá trình ôn tập thì tôi giúp cho học sinh là ôn theo cái phương pháp là tùy theo đối tượng học sinh. Ví dụ như tôi là dạy môn địa thì tôi sẽ dạy các em theo các cái chủ đề, ví dụ như là chủ đề tự nhiên, rồi chủ đề dân cư, rồi chủ đề kinh tế và vùng kinh tế. Và cứ sau mỗi chủ đề là tôi cho các em luyện làm các cái bài thi trắc nghiệm và kết hợp với cái đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo để rèn luyện các em là làm bài cho tốt. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, tỉnh Quảng Bình dự kiến có khoảng 9.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi do Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức. Các điểm thi được đặt tại trường hoặc liên trường phổ thông trên cơ sở tạo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh dự thi. Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tổ chức thi để các trường và các trung tâm tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch thi năm 2018 và triển khai tập huấn nghiệp vụ thi cho các cái đối tượng làm công tác thi của các trường và trung tâm để về tập huấn lại cho cơ sở, chỉ đạo tất cả các trường là triển khai quán triệt và học tập quy chế thi cũng như các văn bản hướng dẫn có liên quan cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường để hiểu và nắm chắc quy chế thi. Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, sự chủ động, nỗ lực của thầy trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn, tin tưởng rằng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, học sinh trung học phổ thông của tỉnh Quảng Bình sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh được thành lập vào năm 1958. Sau khi chuyển đổi thành công theo luật hợp tác xã năm 2012, Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Thống Nhất đã củng cố lại bộ máy, xác định hình thức hoạt động theo hướng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm ổn định cho các xã viên và lao động địa phương. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Thống Nhất đảm nhận các khâu dịch vụ hỗ trợ như tưới tiêu, bảo vệ, chuyển giao kỹ thuật, thủy lợi, cung ứng vật tư kỹ thuật, phân bón, cây giống và tiêu thụ một số nông sản cho xã viên. Hiện nay diện tích sản xuất lúa hai vụ của hợp tác xã là 90 hectare, năng suất lúa đạt 110 đến 125 tạ trên một hectare một năm. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và ngành nghề sản xuất dịch vụ phát triển khá. Tổng vốn hoạt động của hợp tác xã 9,5 tỷ đồng, doanh thu đạt 1 tỷ đồng một năm, lợi nhuận đạt 130 triệu đồng một năm. Giải quyết việc làm cho trên 340 xã viên và nhiều lao động địa phương. Năm 2017, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương và của các xã viên, hợp tác xã đã hoàn thành công trình trụ sở và sân phơi với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Với những thành tích đạt được, năm 2017, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất và hai cá nhân đã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng bằng khen. Nhìn thấy cây dứa là loài cây ăn quả thích ứng với môi trường khắc nghiệt vùng Gò Đồi, không mất nhiều công chăm sóc. Thời gian qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã chỉ đạo các đồi tích cực phát triển cây dứa, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá. Đến nay, các đồi đã trồng được trên 60 hectare dứa, với năng suất đạt từ 40 đến 50 tấn trên 1 hectare. Với mức giá mà các nhà máy tiến hành thu mua là 4.000 đồng 1 kg, thì mỗi hectare dứa sẽ mang lại cho đơn vị doanh thu từ 160 đến 200 triệu đồng một năm. Thời gian tới, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng dứa nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Thời gian qua, phong trào ngày nông thôn mới, đô thị văn minh đã được huyện Lệ Thủy triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia. Theo đó,
phong trào được triển khai với những việc làm cụ thể như vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa dọc các trục đường liên thôn, liên xã, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng, thi công một số tuyến đường, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo vườn tạp. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, phong trào đã thu hút hơn 55.700 lượt người tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm của cả cán bộ và nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Quảng Ninh đã có 7 xã về đích nông thôn mới. Hiện cấp ủy chính quyền và người dân địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã về đích, đồng thời đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới để tăng thêm số xã đạt chuẩn. Năm 2014, xã Lương Ninh là địa phương đầu tiên của huyện Quảng Ninh về đích nông thôn mới. Xác định việc giữ chuẩn nông thôn mới là việc làm hết sức quan trọng. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Lương Ninh đã xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, giao thông nông thôn từ 77,8% nâng lên 92,5%. Thu nhập bình quân đầu người từ 25 triệu đồng một năm nâng lên 37,5 triệu đồng một năm. Chúng tôi tiếp tục là lồng ghép để mình nâng chuẩn các cái tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Đồng thời đến cơ sở đó thì quan tâm mình của chúng tôi là về cái tiêu chí giáo dục, rồi là văn hóa xã hội, rồi là hạ tầng giao thông nông thôn, thì chúng tôi tiếp tục hàng năm cũng có cái đầu tư và tiền sản xuất cũng được quan tâm. Qua đó thì chúng tôi thấy rằng là không những chúng tôi phát triển được những tiêu chí về cơ sở vật chất, nhưng mà cả cái tiêu chí mà chúng tôi lo ngại là tiêu chí đồng thì cũng được phát triển và có tính chất bền vững thêm. Song song với việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, huyện Quảng Ninh cũng đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới để tăng thêm số xã đạt chuẩn. Là một trong hai địa phương của huyện Quảng Ninh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Đến nay, xã Vạn Ninh đã đạt được 15 tiêu chí. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, gồm giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Quyết tâm thực hiện được cái chương trình mục tiêu quốc gia và đặc biệt là phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2028 thì trước hết là chúng tôi tập trung chỉ đạo với cái nguồn vốn của trung ương, rồi là nguồn vốn của tỉnh, nguồn vốn của huyện, rồi chúng tôi sẽ cân đối nguồn ngân sách của xã, đồng thời cùng vận động người dân đầu tư thêm về nguồn vốn qua các cái kênh vận động xã hội hóa, để rồi là tập trung đầu tư các cơ sở vật chất trang thiết bị để đảm bảo các cái tiêu chí đạt và đạt chưa bền vững sẽ đạt được theo cái nội dung mà các cái tiêu chí của nhà nước quy định. Từ khi mà có cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì đường xã ngày càng được khang trang, nhà trường, trường học cũng được nhà nước là đầu tư, con em chúng tôi là được có nơi ăn học là tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng rất vui mừng phấn khởi, đóng góp ngày công tiền của để cùng với chính quyền xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang hơn. Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp ngành, các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã chủ động sáng tạo trong việc phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có ở địa phương, đồng thời huy động được nguồn vốn xã hội hóa và nội lực của nhân dân, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến cuối năm 2018, Quảng Ninh có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại, mỗi xã đạt thêm 1 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn lên 229 lượt tiêu chí, bình quân 16,3 tiêu chí trên một xã. Để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thì tập trung một số cái giải pháp như sau. Thứ nhất đó là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để là người dân và cộng đồng hiểu rõ hơn và tích cực chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là chỉ đạo các xã
là ra soát lại tất cả các tiêu chí, xác định mức độ đạt được của từng tiêu chí, từ đó là xác định cái nội dung công việc cụ thể và có giải pháp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí và là nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tin rằng với những kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng với sự chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân, bộ mặt nông thôn của huyện Quảng Ninh sẽ ngày càng khởi sắc. Phần cuối chương trình Quảng Ninh ngày mới sáng nay sẽ là một điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 14 tháng 4 đến 15 giờ ngày 15 tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được giữ vững, không có tai nạn giao thông cũng như các đột biến trong hoạt động giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phát hiện và lập biên bản 76 trường hợp vi phạm, dự kiến phạt tiền khoảng 80 triệu đồng. Trong đó chủ yếu tập trung các lỗi chạy quá tốc độ quy định 36 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 8 trường hợp, xe ô tô thiếu đèn tín hiệu 7 trường hợp, chở người trong buồng lái quá số lượng quy định 6 trường hợp, không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 6 trường hợp, các lỗi khác 8 trường hợp. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông là đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình và cho người khác. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc hiệu quả và luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 16 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 87 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, khu vực ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 86 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét. Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17 tháng 4 năm 2018, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%.